together.
gửi một cái cúi đầu thật sâu đến với tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay. 1, 2 và 3 xin mời quý vị, chúng ta hãy vỗ tay thật lớn để chào đón phái đoàn gia đình nhà trai cùng với chú rể Quang Minh ngày hôm nay. Oh, don't put me down at your piranha. Why child and in your supranha. Hãy sáng lời giấc thơ sâu. Để giúp coi nào mi đã chung nói hết cha nè. Ngay giây phút này là sự ra mắt thông gia của đôi bên gia đình. Gia đình nhà trai ông Nguyễn Văn Tinh, bà Nguyễn Thị Hòa tại địa chỉ Thôn 5, Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa thân yêu. Và gia đình nhà gái ông Nguyễn Anh Tuấn, bà Lê Thị Thu Hương tại địa chỉ số 96 Đặng Tiến Đông, phường Đông Đò, Thọ, thành phố Thanh Hóa đang cùng ra mắt với tất cả quý vị. Cùng với đó là hai con thân yêu của mình, chú rể Quang Minh, cô dâu Hà My. Và giây phút này thay cho những lời cảm ơn, những lời tri ân chân thành nhất của hai bên gia đình đến với tất cả quý vị khách quý, xin mời tứ thân phụ mẫu cùng với cô dâu và chú rể hãy cùng cúi chào thật sâu để thay cho lời cảm ơn chân thành của mình. 3, 2, 1 xin mời. Và những tràng vỗ tay nồng nhiệt đã nổi lên để chúc mừng cho hai gia đình, chúc mừng cho chú rể và cô dâu. Đáp lại những tình cảm yêu thương đó, bước chân của hạnh phúc và tình yêu xin được ra mắt toàn thể quý vị qua những nghi thức trang trọng nhất trong lễ đăng quang hạnh phúc hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, và giây phút này trước sự chứng kiến của tất cả quý vị khách quý, cùng với đó là tứ thân phụ mẫu đang hiện diện tại sân khấu này, xin mời chú rể Quang Minh, cô dâu Hà My hãy bước lên phía trước 2 bước và cùng nhau đến với nghi thức đầu tiên trong chương trình đại lễ ngày hôm nay. Đó chính là lúc mà hai em sẽ cùng trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng của tình yêu, đó chính là chiếc vòng nhẫn cưới. Xin mời chú rể. Kính thưa quý vị thân mến, và trong những năm tháng thanh xuân của cuộc đời, Quang Minh và Hà My đã gặp gỡ và đem lòng yêu thương nhau. Và đó chính là định mệnh trong cuộc đời của hai bạn, định mệnh của gặp gỡ và yêu thương. Bởi vì với trên thế giới này hơn 8 tỷ người, tuy nhiên đôi con tim hòa chung nhịp đập của chú rể Quang Minh và Hà My đã gặp gỡ để yêu thương. Và ngày hôm nay đây, họ đang được đến với đỉnh cao của hạnh phúc lứa đôi, đó chính là hôn nhân và gia đình. Và giây phút này, họ đang cùng trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng của tình yêu, đó chính là chiếc vòng nhẫn cưới. Quý vị chúng ta hãy vỗ tay thật lớn để chào đón cho tứ thân đầu tiên ạ. Sẽ là người đàn ông của đời ơi. Vâng, rất tuyệt vời. Một nửa yêu thương, một nửa cuộc đời, đôi bạn trẻ đã dành trọn cho nhau. Và những nghi thức quan trọng nhất, hai bạn sẽ minh chứng cho sự chia ngọt sẻ bùi, một vòng tay yêu thương như trao cả thế giới cho cô dâu. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt hãy chúc mừng cho hai bạn hôm nay ạ. Một cử chỉ thật đẹp của người con trai Quang Minh dành với người vợ của mình, đúng không thưa quý vị? Và rất là cảm ơn chú rể và cô dâu. Giây phút này để tiếp tục kết nối cho niềm hạnh phúc của mình, xin mời cô dâu và chú rể, sau khi lưu lại những thước phim thật đẹp tại sân khấu hạnh phúc, hai em sẽ cùng nắm tay nhau di chuyển trở về phía bên phải sân khấu để chúng ta cùng đến với nghi thức cắt bánh thành hôn. Xin mời. Và kính thưa quý vị, tình yêu sẽ là cánh cửa để mở vào cánh cửa. Muốn yêu nhân loại, trước tiên chúng ta đều phải yêu nhân tình của chính mình. Chính vì thế mà cả phương Đông lẫn phương Tây đã thống nhất một điều rằng khởi đầu của mọi đạo hạnh đó chính là tình yêu. Ai không tìm thấy tình yêu, người đó sẽ không tìm thấy gì cả. Một nửa yêu thương, một nửa cuộc đời, hai bạn đã dành trọn cho nhau. Và sự chia ngọt sẻ bùi cũng là một phần không thể thiếu để hai bạn minh chứng cho sự quan tâm hai bạn sẽ dành cho nhau suốt cuộc đời này. Kính thưa quý vị, chúng ta đang chào đón cho một nghi thức thật sang trọng, thật lãng mạn tại sân khấu hạnh phúc ngày hôm nay. Khi mà cô dâu và chú rể họ đang cùng chung tay để đặt lên những lát cắt ngọt ngào của niềm hạnh phúc. Và giây phút này chú rể Quang Minh thân mến, em hãy lấy một chút bánh kem ngọt ngào trao gửi cho người vợ của mình để nói với Hà My rằng tất cả những gì ngọt ngào nhất trên cuộc sống này anh sẽ mãi mãi dành trọn cho em. Xin mời chú rể. Và kính thưa quý vị, còn đạo nào hơn đạo nghĩa phu thê, má ấp gối kề, sinh tử có nhau. Trước sự quan tâm của chú rể, Hà My ơi, bạn hãy dành sự quan tâm đó cho chú rể. Kính thưa quý vị, khoảnh khắc này của cô dâu và chú rể, chúng tôi vẫn thường gọi đó là lúc mà vợ chồng chia ngọt sẻ bùi. Và chắc chắn rằng trong cuộc sống này, tất cả những hương vị ngọt ngào của hạnh phúc, cô dâu và chú rể họ sẽ mãi mãi chia sẻ cho nhau, mãi mãi cùng nhau đón nhận với tất cả những gì yêu thương mà cuộc sống mang lại. Và sau khi hai em đã cùng nhau nếm trải những hương vị ngọt ngào của niềm hạnh phúc, xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng di chuyển trở sang phía bên trái
sân khấu. Chúng ta đang được nhìn thấy một nghi thức rất độc lạ và cũng vô cùng mới mẻ tại sân khấu Hạnh Phúc, đó chính là nghi thức rót cát. Giây phút này sẽ được cô dâu và chú rể họ cùng trao chung tay để cùng thực hiện. Xin mời. Và đồng hành cùng với chú rể và cô dâu đó chính là tứ thân phụ mẫu, những người đã có công sinh thành dưỡng dục chú rể Quang Minh, cô dâu Hà My. Vậy xin được cảm ơn đời, cảm ơn người, cảm ơn các đấng sinh thành của hai bên gia đình đã dành cho chúng ta một chàng rể hiền, một nàng dâu thảo, để rồi ngày hôm nay họ đang thể hiện những tấm lòng hiếu kính của những người con thiện thảo Việt Nam, đáp lại công sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ đôi bên gia đình. Họ mãi mãi xứng đáng là niềm tự hào của mẹ, xứng đáng là niềm kiêu hãnh của cha. Kính thưa quý vị thân mến, nghi thức rót cát cũng muốn nói lên tình yêu vĩnh cửu, sự gắn bó bền chặt của cô dâu và chú rể. Và ngày hôm nay, sau khi mà hai em cùng thực hiện nghi thức rót cát, cũng chính là lúc họ mong muốn trong cuộc sống này họ sẽ mãi mãi gắn bó bền chặt bên nhau bằng tất cả những tình yêu thương của mình. Và sau khi hai em đã cùng nhau thành công với nghi thức rót cát, xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng tiếp tục trở về trung tâm sân khấu, bố mẹ sẽ đứng bên cạnh hai con của mình ạ. Và kính thưa quý vị, giây phút này chúng tôi xin được nhờ tới bộ phận lễ tân của gia đình nhà trai. Chúng ta sẽ cùng hỗ trợ cho hai bên gia đình cùng trở về với sân khấu 6 chiếc ly, cùng với đó là những hương vị nồng nàn của những giọt rượu Hạnh Phúc ngày hôm nay, để cùng chào đón trong nghi thức tiếp theo sẽ được diễn ra tại sân khấu Hạnh Phúc. Đó chính là lúc hai bên gia đình sẽ cùng nhau chạm ly để cùng chúc phúc cho hai con. Và cô dâu và chú rể họ sẽ cùng đến với nghi thức uống rượu ra bối hạnh phúc. Xin mời bộ phận lễ tân của gia đình nhà trai ạ. Vậy giây phút này để chính thức khai tiệc và khai mạc chương trình lễ đăng quang hạnh phúc dành cho đôi bạn trẻ Quang Minh và Hà My, chúng tôi xin được mượn những ly rượu để chú rể và cô dâu sẽ dâng lên tứ thân phụ mẫu đại diện của hai bên gia đình. Và chúng ta sẽ nổi lên một tràng vỗ tay nồng nhiệt để chúc mừng cho chú rể và cô dâu. Đây cũng chính là thời khắc để chúng tôi chọn giờ vàng, phút ngọc, dây kim cương. Kính thưa quý vị thân mến, và khoảnh khắc này chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng đông đầy những ly đồ uống của mình lên đi ạ. 1, 2, 3. Và đây cũng chính là thời khắc để chúng tôi vinh danh cho những tình cảm yêu thương và sự quan tâm của hai bên gia đình. Và chúng tôi xin được chúc cho tất cả quý vị chúng ta sẽ thật ngon miệng với bữa dạ tiệc ngày hôm nay. Và khoảnh khắc này tại trung tâm sân khấu sẽ là một nghi thức thật đẹp mà đôi bên gia đình sẽ mong muốn trao gửi đến với hai con của mình. Đó chính là lúc hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng trao phần quà ra vốn đến với hai con. Và trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng trở về sân khấu để chào đón cho khoảnh khắc này. Bố mẹ hai bên gia đình sẽ cùng nhau. Kính thưa quý vị thân mến, và những phần quà yêu thương đã được bố mẹ cũng như đôi bên gia đình chúng ta trao gửi đến với cô dâu và chú rể, đúng không ạ? Và ngày hôm nay sẽ là một phần quà thật ý nghĩa mà bố mẹ hai bên gia đình sẽ trao gửi đến với các con. Đó là những đồng vốn ban đầu, những viên gạch hồng đầu tiên mà bố mẹ trao gửi để mong muốn hai con sẽ có được một nền tảng vững chắc xây dựng cho cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Giây phút này xin mời bố mẹ chúng ta sẽ cùng trao gửi phần quà đến với hai con của mình đi ạ. Rất là tuyệt vời, biểu tượng cho sự quan tâm của hai bên gia đình. Đó chính là một chiếc phong bao lì xì với những đồng tiền lớn, tiền bé, tiền mẹ, tiền con, mệnh giá Việt Nam đồng khác nhau, để chính thức những đồng tiền này mang ý nghĩa sẽ sinh sôi nảy nở, để đôi bạn trẻ Quang Minh và Hà My sẽ có một cuộc sống ấm no đủ đầy. Và chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt nữa để chúc mừng cho hạnh phúc của hai bạn hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều, và chúng tôi cũng chọn thời khắc này để long trọng tuyên bố lễ khai tiệc chính thức đăng quang hạnh phúc dành cho đôi bạn trẻ Quang Minh sánh diện cùng với cô dâu Hà My. Xin phép được bắt đầu. Và giây phút này thì xin mời bố mẹ chúng ta sẽ cùng trở về phía dưới ạ, để chúng ta sẽ tiếp tục kết nối cho những niềm hạnh phúc cũng như mời đến tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và sau khi chúng ta đón nhận tình cảm của gia đình nhà trai cũng như cô dâu và chú rể, giây phút này chúng ta sẽ chào đón cho người cha thân sinh của chú rể Quang Minh.
sẽ có những lời phát biểu đến với tất cả quý vị trong ngày hạnh phúc của hai con. Trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay hai gia đình chúng tôi rất vui mừng, hạnh phúc khi chúng tôi có thêm con. Và đặc biệt chúng tôi rất cảm động và biết ơn, cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô chú, các anh chị, các thầy giáo, cô giáo của các cháu trong suốt thời gian vừa qua đã cùng với gia đình của chúng tôi chăm sóc, dạy dỗ cho các cháu nên người để hôm nay chúng ta có lễ thành hôn ở trong không khí rất là ấm cúng, hạnh phúc. Xin cảm ơn các cô, các ông, các bà, các bác, các cô chú, các anh chị, đồng nghiệp, các bạn, các thầy cô giáo. Và xin mọi người chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho gia đình chúng tôi và chúc phúc cho các cháu. Xin cảm ơn. Rất là tuyệt vời, quý vị chúng ta có thể vỗ tay thật lớn không ạ? Xin được cảm ơn những lời phát biểu rất chân tình đến từ người cha thân yêu của chú rể Quang Minh đã có những lời phát biểu cảm ơn đến với tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa là cảm ơn phái đoàn của gia đình nhà gái đã cùng trở về từ thành phố Thanh Hóa thân yêu để đến với tư gia của gia đình nhà trai ngày hôm nay cùng chúc phúc cho đôi con trẻ. Và kể từ giây phút này, gia đình nhà trai đã thêm dâu, gia đình nhà gái thêm rể. Và cái Tết cổ truyền năm nay chắc chắn sẽ là một cái Tết thật đặc biệt và thật mới mẻ đối với hai bên gia đình khi mà hai bên gia đình đã cùng nhau đón nhận những thành viên mới á. Và kính thưa quý vị, khi lời phát biểu của gia đình nhà trai một lời không thể nói hết, bởi đó chính là cả tấm chân tình của các bậc làm cha làm mẹ luôn mong con cái lớn khôn và trưởng thành. Thì hôm nay Quang Minh, Hà My, hai bạn đã làm được điều đó. Hai bạn xứng đáng là niềm tự hào của mẹ, xứng đáng là niềm kiêu hãnh của cha. Song về những tâm tình của bên gia đình nhà gái, đó chính là con ông thì vẫn còn trẻ, con tôi thì vẫn còn non. Suy đi tính lại, đôi bên vẫn phải còn dạy dỗ, nương cậy thì khéo nhờ. Nay trong giờ lễ thành hôn dành cho hai con, gia đình nhà gái xin được bàn giao chính thức. Và kính thưa toàn thể quý vị, với những tâm tình của bên gia đình nhà trai, đó chính là dâu hiền thì nên gái, rể hiền thì nên trai. Trong cuộc sống thì hai bỏ làm mười, gia đình nhà trai chính thức mở rộng vòng tay yêu thương để đón Hà My trở về làm con, làm dâu bên dòng tộc của gia đình nhà trai. Chúng ta chúc mừng cho những lý niệm nhân văn của hai bên gia đình, chúc mừng cho hạnh phúc dành cho đôi bạn trẻ Quang Minh và Hà My hôm nay. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt nữa để chúc mừng ạ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều và đáp lại những tình cảm của tất cả quý vị.
hands up your hands, shake your body, rock and dance. Let's get ready for the party tonight. Điều giản dị, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Đôi nhẹ trên áo, đôi môi em hồi bao lãng cao, mắt em vời vời đắm đắm chờ ta. Em mong mai này xin tay chúng rời ta. Gió chiều bóng trời sao xuyên mai. Hôm nay lâu lắm rồi chúng ta Kim Tuyến mới được nghe lại giọng hát rất là tuyệt vời của cô Hoàng Hiền. Giọng hát vẫn như thế, tâm hồn cô vẫn trẻ như thế. Và cô ngày càng đẹp ra thưa quý vị.
Và rất là cảm ơn cô giáo và em xin được kính chúc cô sẽ thật nhiều sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống và luôn luôn sẽ là mái chèo để dìu dắt những con thuyền của tương lai đất nước đến với những bến bờ thành công. Và có lẽ xin phép với tất cả quý vị cho phép Kim Tuyến xin được chụp một tấm hình lưu niệm với cô giáo của mình được không ạ? Xin được cảm ơn cô giáo Hoàng Hiền. Và đúng như lời của MC Thanh Tuấn đã nói, đó chính là vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Chúng ta luôn cảm ơn các thầy, các cô là những kỹ sư tâm hồn luôn ươm những mầm hoa đẹp cho đời. Và hôm nay trở về với sân khấu của gia đình nhà trai, phần hiện diện của cô giáo Hoàng Hiền đã làm ấm lòng tất cả những vị quan khách ở đây. Và bên cạnh đó thì cô giáo Thanh Tâm cũng đến từ phía gia đình nhà gái trong giây phút này sẽ tỏa sáng tại sân khấu này để chúc mừng chú rể và cô dâu, chúc mừng cho tất cả mọi người đã có sự hiện diện cao quý tại khán phòng tân hôn tư gia của gia đình nhà trai. Đúng với câu ca quan họ, đến hẹn lại lên, chúng ta lại được gặp nhau trong một không khí thật thi vị, thật tuyệt vời và tràn đầy hạnh phúc. Và niềm hạnh phúc đó sẽ lan tỏa qua lăng kính âm nhạc muôn màu hôm nay. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục vang lên những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chào đón phần tham gia biểu diễn của cô giáo Thanh Tâm, cũng là một người đồng nghiệp của gia đình nhà gái ngày hôm nay, sẽ trở về với sân khấu để gửi tặng đến với tất cả quý vị món quà âm nhạc để chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong chương trình đại lễ ngày hôm nay. Xin kính chào Vương Trường. Hôm nay tôi cũng rất là hân hạnh được đến dự đám cưới của cháu Hà My, và tôi xin tự giới thiệu, tôi đến từ nhà gái và cũng là bạn của cô ruột của Hà My ạ, và cũng là học sinh của cô Hoàng Hiền ạ, và là đồng nghiệp của Kim Tuyến MC dẫn chương trình ạ. Và xin được gửi tới Hương Trường bài hát Chín Bậc Tình Yêu của nhạc sĩ An Thiên. Thank you.
biệt là xin chúc cho cái đôi bạn Quang Minh và Hà My một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Chúc quý vị một buổi lễ thực sự vui vẻ hạnh phúc. Sau đây anh em chúng tôi xin gửi đến hội trường một ca khúc có tựa đề Đất nước cho niềm vui. Xin mọi người một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho bài hát này và xin cảm ơn. Đi trong đôi bay như sao toàn hoàn thành chuyện chúng bay còn già có mê say đất nước chân thật về đây thành đỏ ơi đi đã mà phải rồi một ngày vui ngày có ta đi trong tiếng hương hồn còn dám sống sao giờ sau hôm nay bác vui về một toàn dân thành đỏ ơi đã có quà đến từ người đồng nghiệp của mẹ chú rể.
trân trọng giới thiệu tiếng hát của cô giáo Thanh Huệ, là người đồng nghiệp của mẹ Hòa, sẽ trở về sân khấu để gửi gắm ca khúc của mình ạ. Hôm nay cháu tên là Thanh Huệ, là đồng nghiệp của mẹ chú rể. Hôm nay cháu có một tiết mục giao lưu với hội trường ngày hôm nay. Cháu kính chúc hội trường có một buổi dự lễ vui vẻ và chúc chú rể cô dâu có trăm năm hạnh phúc ạ. Cháu xin trình bày bài hát của mình ạ. That's what it takes to learn that sweetheart of yours.
Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. I'm gonna love you. Ooh, want the good and the bad, everything in between. Ooh, gotta cure my curiosity. Oh yeah, it's been 10,000 hours and 10,000 more. Ooh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. I'm gonna love you. Yeah. And I to me, I'm gonna love you. I'm gonna love you. Change my whole life through, but nothing's gone.
can't change my love for you. You already know by now how much I love you. The world may change my whole life too, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You already know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Yeah, yeah.
since you I've fallen to. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. For a thousand.